Xin chào, tôi là John Bavier. Hãy để tôi bắt đầu nói vài lời là tôi rất phấn khởi khi tài liệu này đến tay quý vị và tôi lấy làm vinh dự được nói chuyện cùng với quý vị. Tôi ước ao nói được tiếng Việt để tôi có thể hiểu được tiếng của quý vị và diễn tả được tấm lòng của tôi. Quý vị biết, vợ tôi là Lisa và tôi đã thành lập chức vụ Messenger International hơn 20 năm rồi. Sứ mạng và đam mê của chúng tôi là lời phán cuối cùng của Chúa Giêsu, ngài phán trước khi lìa thế, ngài truyền bảo chúng ta trong Matthew đoạn 28 từ câu 19 cho đến 20. Vậy hãy đi môn đồ hóa muôn dân, làm phép bắp tem trong danh cha con và đức thánh linh dạy họ vâng giữ theo mọi điều ta truyền cho các ngươi vì lý do đó mà các nhà tài trợ của chúng tôi và vợ chồng tôi tại Messenger International đã cầu nguyện và làm việc để quý vị có được tài liệu này trong tay anh chị em thân mến anh chị em là sự đáp lời cầu nguyện của chúng tôi chúng tôi hy vọng anh chị em sẽ nhận được tài liệu này như là một biểu hiện về tình yêu của chúng tôi dành cho quý vị khi Chúa khải thị sứ điệp này cho tôi nó đã ảnh hưởng hưởng đến đời sống và chức vụ của tôi, tôi tin điều tương tự cũng xảy ra cho đời sống của anh chị em và những người mà anh chị em dẫn dắt. Bây giờ, tôi muốn chia sẻ một vài điều lý thú cho anh chị em. Sứ điệp này là một phần trong kho thư viện online miễn phí dành cho anh chị em và hội thánh Chúa trên khắp thế giới. Anh chị em có thể thăm website và để nhận tài liệu này. Trong đó có phần dạy dỗ video, audio, sách vở, phần bài tập và nhiều thứ khác nữa những tài liệu này được cung cấp trong nhiều thứ tiếng của anh chị em và nhờ nỗ lực của các dịch giả các biên tập viên và các con cái chúa khác chúng tôi tin rằng nỗ lực chung cho chức vụ này là một sự đầu tư đời đời và quan trọng cho nước chúa được thể hiện trên đất Xin hãy cùng chúng tôi hoàn tất ân kêu gọi mà Chúa đặt trong lòng của chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi phổ biến những tài liệu này cho cộng đồng, cho bạn hữu xa gần và cho tất cả những ai đang nói tiếng Việt. Trong Matthew đoạn 10 câu số 8, Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng, Các con đã nhận miễn phí, hãy cho miễn phí. Có trên 25.000 hội thánh tại Mỹ đã dùng tài liệu của chức vụ của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Điều chúng tôi yêu cầu quý vị là hãy giúp chúng tôi để chúng tôi hoàn thành ơn gọi công bố lời Ngài cho mọi người trên khắp thế giới. Xin hãy chia sẻ tất cả những tài liệu từ đĩa DVD và từ thư viện online cho gia đình và hội thánh của anh chị em. Hãy loan truyền lời Chúa cho bạn hữu và cộng sự của anh chị em. Hãy gửi email một phần trích đoạn hay tất cả các file cho các tín hữu của anh chị em. Hãy đăng những tài liệu này lên mạng và hãy sao chép DVD và sắp để tặng cho mọi người hãy thường xuyên vào thư viện điện tử của chúng tôi vì chúng tôi sẽ đăng tải thêm nhiều tài liệu mới trên đó trong Hebrew đoạn 4 câu 12 cho biết lời Chúa là sống động và quyền năng, nó rất quyền năng và chỉ lời Chúa mới có quyền mang lại sự tự do, sự sống, hy vọng, mục đích và khải thị. Các anh chị em có vai trò quan trọng khi giúp chúng tôi chuyển sứ điệp này cho đất nước của các anh chị em và cho khắp thế giới. Khát khao của chúng tôi là muốn con cái Chúa kinh nghiệm quyền năng từ lời của Chúa một cách đầy trọn. Tôi biết các anh chị em cùng chia sẻ nỗi khát khao này và thật là vinh dự để cùng làm việc với các anh chị em để mở mang nước Chúa trên đất. Thưa các anh chị em, chúng tôi yêu mến anh chị em và ủng hộ các anh chị em. Sự đóng góp của anh chị em cho Hội Thánh Chúa thật là vô giá. Cảm ơn các anh chị em đã trung tính tìm kiếm tấm lòng của Chúa và phục vụ dân sự Chúa với tất cả những gì các anh chị em có. Hãy can đảm lên, Chúa nói Ngài canh chừng từng lời Ngài để thực hiện nó. Lời Ngài sẽ không trở về cách vô ích lúa nhưng Hội Thánh, cộng đồng và đất nước của anh chị em sẽ mãi mãi được biến đổi bởi lời Chúa khi các anh chị em công bố một cách can đảm. Tôi cầu nguyện cho những tài liệu này sẽ trang bị cho anh chị em khi anh chị em bởi quyền năng của ân điển Chúa ảnh hưởng đến người khác trong phạm vi của mình. Thật là vinh dự được gọi anh chị em là những người thân thuộc trong đức tin. Tôi tin chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến Chúa Giêsu Christ được tôn cao trên đất. Tôi muốn chúc các anh chị em nhận được phước lành lớn lao của Chúa.